Chị cũng tạo dáng mà thấy lạ lắm. Vậy là chị chưa xem hết video này rồi. Tay phải cầm hoa, tay trái vén tóc. Ngửa lòng nón, đặt hoa vào trong. Hai tay cầm nón, nhìn xa. Xong. Hai tay bỡ nón, nhìn vô. Tay phải cầm mình nón, tay trái chạm cỏ lau. Tay phải bỡ dưới nón, tay trái cầm để giữ nón, nhìn xa xăm. Nhớ nhấn theo dõi và chia sẻ cho Mít Áo Dài nha cả nhà. Và đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận.